Xin chào, tôi tên Trần Thùy Trang, hiện tôi đang là giám đốc của công ty Trang Trần. Công ty Trang Trần chuyên về lĩnh vực thời trang trẻ em mang thương hiệu Vanilla. Thời trang trẻ em Vanilla mong muốn được gửi đến tất cả các thiên thần nhỏ của chúng ta những bộ trang phục dễ thương nhất, đáng yêu nhất, phù hợp với từng lứa tuổi. Đến với cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân lần này, tôi mong muốn được lan tỏa nét đẹp, nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam mang phong cách doanh nhân. Và tôi cũng mong rằng nhận được sự ủng hộ của các bạn.